top 5 cầu thủ hot nhất hành tinh, màn đỏ sức gay cấn không khác gì trên sân cỏ. Ngoài Ronaldo, Messi còn ai nữa? Đây là những siêu cầu thủ trên sân bóng và siêu sao ngoài đời thật với lượng người theo dõi khổng lồ. Thậm chí còn gấp 3 lần dân số Việt Nam. Euro 2020 hiện là giải bóng đá hấp dẫn nhất, khiến những fan hâm mộ bóng đá đứng ngồi không yên với những trận cầu bất ngờ và điên rồ nhất trong lịch sử. Để có những trận đấu nghề thử đó là do màn tranh tài đỉnh cao đến từ các chân sút châu Âu. Chính sự tài năng này đã khiến các cầu thủ trở thành siêu sao bên trong lẫn bên ngoài sân bóng. Dưới đây là top 5 cầu thủ bóng đá thế giới có lượng người theo dõi đông đảo nhất tính đến thời điểm hiện tại. Kiếm được hàng tỷ đô nhờ hình ảnh của mình. Kylian Mbappé vị trí thứ 5. Người đầu tiên được xướng tên chính là nam cầu thủ người Pháp, người vừa đá hỏng quả 11m quyết định khiến đội tuyển Pháp thất bại 4 năm trước Thụy Sĩ ở loạt sút luân lưu. Kylian Mbappé, ở siêu thần đồng bóng đá người Pháp sinh năm 1998, vụt trở thành ngôi sao trị giá 180 triệu euro khi chuyển sang câu lạc bộ Paris Saint-Germain, Pháp vào năm 2017. Cú hích này đã khiến Mbappé trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 và là cầu thủ trẻ đắt giá nhất từ trước đến nay. Hiện nay anh chàng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nổi tiếng với khả năng dứt điểm, lửa bóng, thể lực và tốc độ bùng nổ. Trên Instagram cá nhân của nam cầu thủ đang có hơn 53,5 triệu người theo dõi. Xếp vị trí thứ 5 tại bảng xếp hạng những siêu sao cầu thủ có sức hút nhất hiện nay. David Beckham, vị trí thứ 4. David Beckham chính là huyền thoại. Mặc dù chỉ xếp hạng ở vị trí thứ 4 trong danh sách, tuy nhiên không ai có thể ngăn được sức hút của cựu cầu thủ hàng đầu nước Anh này. Trận cầu đầy cảm xúc giữa Anh và Đức diễn ra tối ngày 29 tháng 6 nhờ có sự xuất hiện của David Beckham trên khán đài mà khiến trận đấu nóng hơn bao giờ hết. Hiện nay, huyền thoại một thời của bóng đá Anh đã là ông bố của 4 đứa con, dù đã giải nghệ nhưng sức ảnh hưởng trong giới bóng đá thì vẫn không hề suy giảm. Trên Instagram cá nhân, David Beckham đang có 67 triệu người theo dõi. Hình ảnh trên mạng xã hội của cựu cầu thủ chủ yếu là về gia đình nhỏ của mình. Neymar Jr, vị trí thứ 3. Neymar luôn nằm trong top những cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới, một bản hợp đồng bất cứ đội bóng nào cũng khao khát sở hữu. Tuy nhiên, tính cách chân sút người Nam Mỹ lại rất thất thường, mặc cho những câu chuyện đời tư có phần rắc rối, Neymar vẫn là một cái tên thu hút sự chú ý nhất hiện tại. Trên Instagram cá nhân, nam cầu thủ gốc Brazil đang có hơn 153 triệu người theo dõi. Theo một nguồn tin, các nhãn hàng tìm đến Neymar để quảng cáo hay đăng một bài post sẽ phải chi trả ít nhất là 600.000 USD, tương đương gần 14 tỷ Việt Nam đồng. Lionel Messi, vị trí thứ 2. Messi được coi là một trong cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Messi giữ trong tay hàng chục kỷ lục trong suốt sự nghiệp bóng đá của mình. Trong dàn siêu cầu thủ, Messi là một trong những cái tên nhận được nhiều thiện cảm từ fan hâm mộ bóng đá khắp thế giới. Không chỉ tài năng trên sân bóng, nam cầu thủ còn là một người có tính cách cực kỳ hiền lành, trung thủy và yêu thương vợ con. Điều này đã khiến nam cầu thủ nhận được nhiều sự yêu quý với hơn 244 triệu người theo dõi. Một con số rất cao. Cristiano Ronaldo, vị trí số 1. Cristiano Ronaldo là một cái tên không cần bàn cãi về sức hút. Không chỉ là số 1 trong giới cầu thủ mà Ronaldo còn là người đứng đầu danh sách những tài khoản Instagram có lượng người theo dõi nhiều nhất thế giới. Anh đang có hơn 308 triệu người theo dõi trên Instagram, tương đương gấp 3 lần dân số Việt Nam hiện tại. Nói để thấy được sự nổi tiếng của Ronaldo là khủng khiếp đến mức nào. Hiện nay, khó lòng một cái tên nào khác có thể bứt phá kỷ lục đến từ nam cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Cảm ơn các bạn vừa xem xong top 5 cầu thủ hot nhất hành tinh hiện nay. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhấn like, đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video mới nhất tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.